Xin chào các bạn, mình trên tay mình đang cầm cái máy lọc nước mini của Mitsubishi, nó là cái CleanSui CSPXE. Đây là cái loại lọc nước mini gắn vào phía cuối nguồn nước, tức là trước khi các bạn sử dụng, các bạn gắn cái này vào cái cuối cái vòi và sử dụng ra được luôn, thay vì giống như các máy khác là gắn vào đầu nguồn. Thì cái adapter của nó đi theo rất là nhiều mẫu, nhiều kiểu để các bạn gắn vào những cái vòi mà các bạn dùng được ở nhà. Cái đây là cái kiểu các bạn gắn vào. Gắn vào thì có cái ba cái kiểu để sử dụng. Một là sử dụng nước trực tiếp, hai là lọc. Kiểu sử dụng nước trực tiếp thì có phun sen hoặc là phun bình thường. Đây là cái lõi lọc. Cái lõi lọc này thì có thể lọc được 900 lít nước và nó có bộ đếm điện tử. Tức là khi nào các bạn lọc thì cái bộ đếm nó mới đếm lượng nước các bạn sử dụng. Như mình nói lúc nãy là bên trong hộp nó có những cái adapter để các bạn gắn vào từng cái vòi nước. Tuy nhiên thì khi mua thì các bạn cũng nhớ phải lưu ý xem cái vòi nhà mình là như thế nào. Để gắn vào thì các bạn gỡ cái phía phần đầu vòi ra. Mỗi cái hãng sản xuất vòi có các loại đầu vòi khác nhau và các bạn sẽ lựa cái loại adapter vừa nhất. Các bạn lấy cái vòng ring ở trên cái cục máy lọc này, gắn cái adapter vào, gắn răng vào và vặn vào lên trên cái đầu vòi thôi, rất đơn giản. Việc lắp ráp cái này nếu như mà đầy đủ đồ nghề thì mất chắc khoảng chừng vài chục giây cho tới 1-2 phút là xong xuôi. Như đây mình chỉ cần vặn cái adapter vào là coi như là xong rồi đó. Bây giờ chỉ cần gắn pin vào cái phần đầu lọc. Pin nó là pin CR2032, là cục pin rất là thông dụng, các bạn sử dụng cho máy tính. Gắn pin vào, đóng nắp vào và gắn cái máy lọc lên trên nữa là có thể sử dụng được. Các bạn có thể sử dụng đồng xu hoặc là như mình sử dụng cái chìa khóa để mở các cái nắp vặn này, rất là đơn giản thôi. Phía gắn vào lên trên cái đầu vòi nước thì cũng rất khỏe, các bạn đưa vào siết hơi chặt tay là có thể bắt đầu sử dụng được rồi. Và như mình đã lắp ráp xong cái máy lọc nước rồi đây, chỉ vài chục giây là mình đã có nước để sử dụng. Như mình lúc nãy, các bạn có ba cái nước để sử dụng. Một là nước trực tiếp, đây là nước trực tiếp không qua lọc. Không qua lọc thì có hai kiểu là kiểu vòi sen và kiểu nước chảy như bình thường thành một cái tia. Mình đang chuyển cái chế độ, đây là chế độ lọc và chế độ tia khi là nước không lọc. Thì ở trong cái chế độ lọc, máy nó bắt đầu nó mới đếm cái lượng nước đi qua cái lõi lọc. Các bạn lưu ý là cái bộ lọc này nó không có bao gồm cái khóa nước, tức là các bạn vẫn phải sử dụng cái khóa nước của cái vòi nước các bạn đang có sẵn. Các cái cần gạt này nó chỉ có chức năng là chuyển đổi chế độ mà thôi. Ở các chế độ này, ví dụ ở chế độ lọc nước này thì như người ta khuyên là các bạn mỗi ngày trước khi dùng đều phải cho nước nó chảy ra khoảng chừng từ 10 tới 60 giây rồi mới uống trực tiếp được. Còn ở các chế độ nước trực tiếp thì không cần phải cho nước chảy không như vậy. Cái bộ lõi lọc này có bán để các bạn thay thế, sau 900 lít thì các bạn mua thay thế được. Đây là mình nhìn ngang để các bạn thấy sau khi lắp vào thì cái bộ lọc nó như thế nào, nhìn cũng gọn, màu trắng. Và cái nước bây giờ sẽ là tới phần mình uống trực tiếp nước từ cái bộ lọc này ra để xem cái vị của nó như thế nào so với lại nước chưa có lọc. Các bạn lưu ý là việc xả nước 5-10 giây trước khi uống trực tiếp là chỉ cần làm khi mà các bạn để qua đêm. Ví dụ như khoảng 10-12 tiếng gì đó chưa có sử dụng bộ lọc thì mới cần xả. Còn nếu như mà vừa uống xong thì không cần phải xả liên tục như vậy, sẽ rất lãng phí nước nhé. Bây giờ mình uống thử đây. Lắp thử được chưa? Nước chưa lọc còn 1 clo. Cũng đã lọc rồi, uống được. Đây là cái CleanSui CSPX. CleanSui CSPX. Okay.